Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày hôm nay mùng 1 tháng 8 được dự báo tăng mạnh theo giá xăng dầu thế giới. Nếu không tác động đến quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng từ 920 đến 1.320 đồng một lít, giá dầu có thể tăng ít hơn. Theo đó, dữ liệu từ Bộ Công Thương ghi nhận giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore ở chu kỳ này tăng so với kỳ điều hành trước đó. So với chu kỳ trước, bình quân giá xăng RON 92 từ ngày 24 đến 26 tháng 7 tăng 6 đô la Mỹ một thùng, bình quân giá xăng RON 95 tăng 5,88 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thế giới cũng đã trải qua 5 tuần tăng liên tiếp, do đó giá xăng có thể tăng lên mức từ 920 đến 1.320 đồng một lít, còn giá các loại dầu có khả năng tăng ở mức thấp hơn từ 510 đến 1.020 đồng một lít.